Hello quý anh chị, mình đã trở lại với kênh Nhà Đất bên em nha. Thì trong video clip ngày hôm nay á, em sẽ gửi đến quý anh chị mình một siêu phẩm nhà nữa nha quý anh chị, mới vừa hoàn thiện luôn. Căn nhà của mình ngày hôm nay được thiết kế nhìn rất là đẹp nha. Ở một trệt một lửng nha, có một khoảng sân vườn phía trước rất là rộng cho mình nha. Và nằm trong một khu dân cư đông đúc này quý anh chị. Ở khu vực dân cư đông đúc hết rồi. Đường của mình là đường ô tô luôn, đường 5m nha. Và cách chợ Hưng Long của mình nó khoảng tầm 200m thôi nha quý anh chị. Ở rất là gần luôn. Diện tích căn nhà mình á là ngang 6 dài 22m nha. Ở công năng là gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh luôn. Có một khoảng không gian phòng thờ cho mình nữa nha. Thì giờ em dư mời quý anh chị mình tham quan nhà đi. Thôi lát nữa trong video clip như sẽ báo giá chi tiết cũng như là pháp lý cho anh chị mình biết luôn. Thì ở đây á, thì trước khi bước vào nhà mình á, em trang bị cho mình một lớp cửa cổng anh chị. Cửa bốn cánh nha, sắt hợp có sơn tĩnh điện chống dì xét nha. Đó, phía trên thì có vòm mái cho mình, điện riêng, nước riêng hết nha quý anh chị. Sân của mình ở đây á, thì sân có thể quý anh chị mình về có thể đậu một chiếc ô tô nha. Rất là rộng rãi luôn. Bên đây thì có trồng cây tiêu cảnh cho mình nè. Và có một khoảng lối đi xuống khu vực sân sau anh chị. Ở đi bên hông này rất là rộng nha, để quý anh chị mình có thể trồng lan nè. Ở phía trên thì như làm khung lưới bảo vệ hết cho mình rồi nha, rất là rộng rãi luôn. Ở mặt dựng thì quý anh chị mình thấy đó, nhìn rất là đẹp nha. Ở và phía trên trong đây thì cũng có bàn giao mình một lớp cửa sắt bảo vệ phía trong đây, cũng bốn cánh cho mình. Ở và tiếng phía sau bên đông đây sẽ là một khoảng không gian phòng khách nha anh chị, rất là đẹp luôn. Ở đây thì quý anh chị mình thấy đó, trang trí ốp PVC cho mình nè. Ở rồi một bộ ghế sofa, ở phía trên trần đó là trần thạch cao nha. Con có đèn chùm thả xuống nhìn rất là ấn tượng nha quý anh chị. Trên cầu thang thì cũng có kệ tủ hết cho mình đây. Ở đây thì có kệ tivi cho mình luôn. Phòng khách đây cực kỳ đẹp nha quý anh chị nha. Như là thì ốp gạch đá bóng kính sạch sẽ hết nha quý anh chị. Đây sẽ là khoảng khu vực cầu thang nè. Ở sẽ đi tại bệnh bằng gỗ cho mình và có chạm khắc khung bảo vệ nè bằng sắt nè, nhìn rất là đẹp và tinh tế nha. Và bên đây sẽ là một cái khoảng hành lang đi xuống khu vực sân sau anh chị. Đó, rất là rộng rãi cho mình luôn. Và bên đây sẽ là khu vực phòng bếp của mình. Đó, nhìn bước ra rất là thoáng quý anh chị, có cái cửa bên hông á, gió vào rất là mát luôn. Bên đây sẽ là khu vực phòng bếp nè, có bếp trên bếp dưới nha. Và bên đây thì em vừa tặng cho quý anh chị mình một bộ bàn ăn 6 ghế nha. Ở phía trên trần á là trần thạch cao nha, có quạt trần rất là mát cho mình. Khu vực đây thì quý anh chị mình về có thể để tủ lạnh nè. Đó, rất là rộng rãi cho mình nha. Đây thì có kệ tủ hết rồi. Và thiết kế nhà mình á thì sẽ có một phòng ngủ nha, ở dưới tầng trệt luôn, dành cho ông bà nè, cô bé anh chị mình lớn tuổi nha, không gian rất là rộng luôn. Đó, ở bên cao sạch sẽ. Tiếp đến đây sẽ là một khoảng khu vực sân sau anh chị, rất là rộng luôn. Bên đây thì có chỗ anh chị mình đi lên khoảng sân trước nè. Và bên đây là một cái toilet nha, sử dụng chung luôn. Ở dưới tầng trệt nha, đầy đủ hết trang thiết bị cho mình, ở bên cao sạch sẽ nha. Và căn nhà này thì em sẽ nhắc lại nha, diện tích là ngang 6 dài 22m. Căn nhà mình là pháp lý là sổ hồng riêng, đã hoàn công rồi nha. Công năng là gồm 3 phòng ngủ nha quý anh chị và 2 nhà vệ sinh. Thì với mức giá tổng là 2.600.000.000 nha quý anh chị. Họ ngân hàng có hỗ trợ vay cho mình luôn. Thì anh chị mình đưa trước em dư khoảng tầm 1 tỷ thôi là mình có thể sở hữu cái căn nhà ngày hôm nay nha. Trên màn hình thì lại số điện thoại thì quý anh chị nào mình xem được clip này, nếu thấy cái căn nhà ngày hôm nay phù hợp với mình thì cứ liên hệ với em. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn và vị trí là nằm sát bên chợ Hưng Long nữa nha. Từ trục đường Đoàn Nguyễn Tuấn mình di chuyển vào nhà đúng có 200m thôi. Đó, góc trái màn hình thì lại số điện thoại của em, thì quý anh chị nào mình yêu thích căn này và quan tâm mẫu nhà ngày hôm nay muốn đi xem thì cứ alo em cho em nha. Rồi mời mọi người tiếp tục lên trên tham quan. Trên đây là khoảng không gian tầng lửng mình nha quý anh chị. Ở đây sẽ là khu vực cầu thang đây nè. Ở nó đi rất là rộng luôn cho anh chị mình thấy di chuyển đồ đạc lên cho mình rất là thoải mái nha. Trên đây sẽ là một khoảng không gian phòng thờ đó nha quý anh chị. Rất là rộng rãi luôn, em vô đi tay bệnh sẽ bằng gỗ cho mình nè. Ở khung bảo vệ đây có chạm khắc bằng sắt nha, rất là đẹp luôn. Bên đây thì có ốp PVC nè. Ở đây thì quý anh chị mình thấy làm khu vực thờ cúng ông bà tổ tiên gia đình mình nha. Ở phía trên thì có đèn chùm, đèn lon hết rồi. Đây thì có cửa sổ thông thoáng nha quý anh chị. Ôi rất là mát mẻ luôn. Và phía ngoài đây thì quý anh chị mình dòm ra sẽ là một khoảng khu vực giếng trời không tầng cho mình nha, rất là đẹp luôn. Có một đèn chùm thả xuống nè, rất là lung linh luôn nha quý anh chị. Và tiếp đến đây sẽ là một căn phòng ngủ thứ nhất đây, ở trên tầng 1 nha, rất là rộng rãi luôn, đi với hệ thống đèn lon đèn led nha, có cửa sổ thông thoáng hết đây. Và tiếp đến đây sẽ là một căn phòng ngủ thứ hai nha, rất là rộng, phòng master cho mình, có đèn đốm CB mới làm đầy đủ hết đây. Và đây sẽ là một cái khu vực nhà vệ sinh nha, sử dụng chung trên tầng lửng mình luôn, dành cho hai phòng. Ở bên cao sạch sẽ, đầy đủ hết trang thiết bị luôn. Và em Duy xin nhắc lại á, căn nhà của mình ngày hôm nay á, thì với diện tích là ngang 6 dài 22, vị trí căn nhà mình á, là nằm ngay trục đường Đoàn Nguyễn Tuấn nha quý anh chị, sát bên là chợ Hưng Long nha. Và từ trục đường đó mình vô đây khoảng tầm 200m thôi, rất là gần thôi. Đường của mình là đường ô tô nha, sân đậu ô tô. Có sân trước, sân sau và sân vườn bên hông nữa, rất là rộng rãi nha. Và với mức giá tổng căn nhà này là 2.600.000.000 nha, pháp lý là sổ hồng riêng, đã hoàn công rồi, đặc biệt là tặng hết nội thất cho quý anh chị mình luôn. Phù hợp căn này thì phù hợp cho đại gia đình mình ở từ 8 đến 10 người luôn nha. Thì trên màn hình em lại số điện thoại của em, thì quý anh chị nào mà mình xem được clip này, nếu thấy cái căn nhà ngày hôm nay phù hợp thì cứ liên hệ với em. Thì ngoài ra bên kênh của em thì còn rất là nhiều nhà giá rẻ quý anh chị, giá từ vài trăm trên dưới 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ thì em vẫn có nha. Thì anh chị nào mình đang cần tìm mua nhà thì cứ mạnh dạn
nhấc máy alo nghe cho em Dư sẽ tư vấn quý anh chị mình những căn nhà phù hợp nhất nha. Rồi thì anh Dư xin chúc quý anh chị mình xem clip vui vẻ nè, thành công trong công việc, và hẹn quý anh chị mình ở những video mới tiếp theo ạ.